kính chào quý thính giả. Đây là chương trình 5 phút lời Chúa hàng ngày của Trung tâm Mục vụ Đa Minh tại Hưu thuộc phụ tỉnh Thánh Vinh Sơn Liêm, dòng Đa Minh. Tôi là Lê Mục Du Xe Trần Trung Liêm thuộc dòng Đa Minh. Hôm nay là ngày thứ hai sau lễ Thánh Gia Thất trong tuần bát nhật lễ Giáng sinh nhằm ngày 27 tháng 12 lễ kính Thánh Gioan Tông Đồ. Giờ đây xin mời quý vị cùng lắng nghe tin mừng của Thánh Gioan chương 20 từ câu 2 đến câu 8. Sáng sớm ngày phục sinh, bà Maria Magdala chạy đi gặp ông Simon Ferro và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói: "Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu." Ông Ferro và môn đệ kia liền đi ra mộ, cả hai người cùng chạy nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó nhưng không vào. Ông Simon Phêrô theo sau cũng đến nơi, ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó và khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải nhưng cuốn lại xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ người môn đệ kia kẻ đã tới mộ trước cũng đi vào Ông đã thấy và đã tin. Kính thưa quý cô cung bà, anh, chị em, những ngày liền sau lễ Giáng sinh mang nhiều ý nghĩa tự trưng và thần học. Ngày 26, lễ kính Thánh Stefano, vị tử đạo tiên khởi. Ngày 28, lễ kính các Thánh Anh Hải, tử đạo. Và ngày 27 hôm nay, lễ kính Thánh Gioan Tông Đồ, tác giả tin mừng thứ tư, ba thư do an và sách khải huyền thánh sử do an được mệnh danh là nhà thần học đầu tiên của kitô giáo vì ngài trình bày rất thâm sâu những đạo lý chúa giê xu giảng dạy và nhất là về mầu nhiệm nhập thể từ ngữ nhập thể là trích ý từ chương 1 câu 14 của tin mừng mang tên do an của ngài ngôi lời đã mặc lấy xác phàm và cư ngụ ở giữa chúng ta Chúng ta có thể hiểu lý do mừng lễ các thánh anh hài tử đạo trong những ngày bắt nhật lễ Giáng sinh vì các ngài là những trẻ thơ dưới 2 tuổi ở Bethlehem và vùng phụ cận đã bị Herode cho quân lính lùng giết vì ông muốn thủ tiêu hài nhi giê -xu. Thế nhưng tại sao giáo hội là cử hành lễ kính thánh phó tế Stefano vào ngày sau lễ Giáng sinh và thánh Gioan thánh sử vào ngày tiếp liền đó? chẳng lẽ Thánh Stefano chịu tử đạo vào ngày 26 tháng 12 và Thánh Gioan qua đời ngày 27 tháng 12. Chắc chắn không phải thế, vì ngày hai vị này qua đời không ai rõ và cũng không có tài liệu nào đề cập đến. Chúng ta biết phó tế Stefano rao giảng Đức Giêsu là đấng Kitô cho người Do Thái và đã bị họ ném đá chết. Biến cố này được ghi lại trong sách Công vụ các tông đồ chương 7 câu 58. Và Stefano là vị tử đạo tiên khởi của Kitô giáo trước cả thánh Giacobe anh của thánh Gioan. Nhưng ngày thánh Stefano chịu tử đạo không ai biết và cũng không rõ. Với thánh Gioan tông đồ cũng thế, truyền thống cho rằng ngài bị lưu đày tại đảo Patmos và qua đời tại đây lúc rất cao tuổi mà không bị giết vì đạo. Do đó, trong lễ kính thánh Gioan, phẩm phục trắng sẽ được dùng trong phục vụ chứ không phải phẩm phục đỏ như các tông đồ khác. Rõ ràng Thánh Gioan không phải là tông đồ trưởng để đại diện cho các tông đồ, cũng không phải là tông đồ đầu tiên qua đời. Vậy tại sao lễ kính của Ngài lại được mừng hai ngày sau lễ Chúa Giáng sinh? Trong một sách lễ thời xưa có những thông tin sau đây, Đấng mà chúng ta tôn thờ tại Bethlehem trong mùa Giáng sinh là chính Thiên Chúa. Do đó, đương nhiên Thánh Gioan vị Thánh Sử rao giảng về thiên tính của Chúa Kitô phải có mặt bên cạnh nôi Chúa để tiết lộ sự vĩ đại của trẻ sơ sinh nằm trong đó. Quy tụ chung quanh nôi Chúa Hài Đồng là những tâm hồn trong sạch. Đức Maria chọn đời đồng trinh, Thánh Giuse người phối ngẫu khiết tịch, của mẹ Maria, thánh Stefano, vị tử đạo đầu tiên đã giặt áo trong máu chiên con và thánh Gioan, vị tông đồ đồng trinh. Như vậy cùng với đức mẹ Maria và thánh cả Giuse bên nôi Chúa hài đồng, có đại diện của hai nhân chứng trung thành của giáo hội sơ khai. Stefano dùng máu để minh chứng niềm tin vào đức Giêsu là Đấng Kitô và Gioan, người môn đồ được Chúa yêu chạy ra mộ Chúa đã thấy mộ trống và đã tin. Thánh Gioan trở thành nhân chứng cho niềm tin vào ngôi lời nhập thể, gắn bó hoàn toàn với Chúa bằng đời sống yêu thương, can đảm và vui tươi của mình. Thánh Stefano đã vì yêu Chúa Giêsu mà hy sinh mạng sống cho Chúa. Thánh Gioan cũng đã vì yêu Chúa mà sống cho Chúa đến hơi thở cuối cùng bằng đời sống thánh thiện, trung tín và vui tươi. Do đó, mừng lễ Thánh Gioan, chúng ta cùng với Ngài sống niềm tin của chúng ta một cách trung tín và vui tươi. Lạy Chúa, Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một cho chúng con. Xin cho chúng con can đảm sống cho Chúa trong hoàn cảnh xã hội nhiễu nhương hôm nay và sẵn sàng sống cho Chúa và chết cho Chúa vì tình yêu chúa dành cho chúng con và tình yêu chúng con dành cho chúa Amen tôi